Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn có tên Vì Mợ Là Vợ Tôi của tác giả Nga Trần. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 6 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Theo đúng như dự tính, xe về đến An Lâm hơn 1 giờ sáng. Thiên An ngủ ngon lành trong vòng tay của Phong Vũ. Huy Vũ ngáp ngắn ngáp dài chạy xe vào biệt phủ của Trần gia, tự mở cửa xe đi về thẳng phòng mình để Phong xử lý Thiên An. Phong nhìn theo em mình lắc lắc đầu, anh bồng Thiên An vào trong. Thằng Mít nghe tiếng xe, nó lật đật chạy ra mở cửa, cúi chào hai cậu rồi vội vàng chạy kêu bà Vũ lau dọn phòng cho Phong. Dù anh không ở nhưng phòng của anh vẫn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Nên khi Phong về, bà Vũ chỉ việc vào đốt trầm sông mùi. Phong bổng Thiên An đặt lên giường. Suốt đoạn đường ngồi xe cô ngủ không sao. Vừa đặt nằm xuống giường, Thiên An bị chóng mặt, ruột gan nhộn nhạo buồn ói. Thế là cô ngồi bật dậy bịt miệng, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh tìm chỗ ói. Phong ngồi bên giường vịn cô lại. Em muốn tìm gì? Thiên An nghe hỏi nhưng chất nhầy đã đưa lên tới cổ. Cô không thể ngăn được nữa. Mà Phong vẫn đang giữ tay cô. Cô xoay nhìn Phong, tính kêu anh buông ra để cô đi ói. Vừa mở miệng thì hỗn hợp nhớp nháp đã xả ra vào người anh. Cô khom người ói trực tiếp vào giữa hai chân, dính đầy trên tà áo dài. Do Thiên An chưa ăn mà uống nên cô ói toàn nước, ói mật xanh mật vàng mới cảm thấy đỡ hơn. Phong cau mày nhìn bộ dạng của cả hai đang bốc mùi cũng muốn nôn theo. Anh đứng lên đi ra cửa kêu bà Vũ. Vũ Nam. Dạ, cậu kêu tôi. Vũ vào thay đồ cho mợ, tôi đi tắm. Dạ cậu, nhưng mà mợ đi lên thành phố không có để đồ ở đây. Tôi lấy đỡ bộ người hầu gái. Cho mợ được không cậu? Mai cậu chở mợ ra xã mua đồ mới. Phòng im lặng nghĩ nghĩ, để Thiên An mặc đồ con ở. Ngày mai cô ấy tỉnh lại có khi nào, nghĩ anh khinh rẻ cô ấy hay không? Vũ Nam thấy Phòng suy nghĩ liền nói thêm. Đồ này là do con Na nó mua, của mấy người trên thành phố xuống bán. Nó thích quá nên để dành tiền mua mà mặc không vừa. Nó cất tủ, lâu lâu lấy ra ngắm thôi. Còn mới tinh luôn cậu. Đồ đầm đẹp lắm cậu. Ừ, Vũ thay đồ cho mợ mặc tạm trước đi. Dạ cậu. Phòng đi nhanh ra phòng tắm xây lộ thiên bên ngoài. Bồn tắm được lát đá hoa cương xây giữa ao sen. Nước được dẫn trực tiếp từ suối nước nóng gần đó về và luôn luôn chuyển tháo ra con suối nhỏ bên ngoài phòng của Phong. Anh biết Thiên An thích hoa sen và ngắm sông, nên đặc biệt lựa một nơi gần suối nước nóng xây biệt phủ, thiết kế riêng hồ nước ấm cho cô, có thể vừa tắm vừa ngắm hoa. Do bồn tắm lộ thiên nên phòng của Phong không được ai bén mảng là vì thế. Ngăn cách ao sen với tường bên ngoài là hàng rào trúc thẳng tắp chồng sát bên tấm vách đan bằng tre. Phong cởi đồ bỏ ngay trên nền đất, bước vào bồn ngâm mình. Dòng nước ấm phần nào xua đi mệt mỏi trong anh. Hương sen dịu dàng lan tỏa cùng mùi trầm thật là thư thái. Bà Vũ sau khi lau người thay đồ cho ăn xong, đi nấu trà gừng mật ong giải rượu đem vào, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, không dám làm phiền Phong. Ngâm mình một lúc, Phong hụp đầu xuống hồ tập nín thở, cũng là giúp mình tỉnh táo hơn. Cả ngày dài mệt mỏi, thêm ngồi xe mấy giờ đồng hồ, mắt của Phong cứ díu lại, nhưng anh phải tỉnh để chăm sóc Thiên An. Sau khi ngâm mình cảm thấy sảng khoái, Phong mới nhớ là lúc nãy mình chưa lấy đồ thay. Anh thở hắt ra, nhìn vào trong phòng thấy Vũ Nam đã rời đi, bèn cứ để Trần Như Nhộng bước vào phòng. Thấy Thiên An nằm yên tĩnh, anh rón rén đi lại tủ đồ, mở tủ lấy ra bộ bà ba mặc ngủ. Có ai mà ngờ, mũi cô gái nằm kia nhạy cảm, vừa ngửi được mùi thơm quen thuộc, cô liền khịt khịt ngồi dậy hít hít, hít tới bờ lưng của ai kia vẫn chưa kịp mặc áo. Thiên An mạnh dạn nắm hai tay xoay người Phong Vũ lại.
Cô nghiêng mặt nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn. A Tinh, là anh phải không? Em nhớ anh quá. Nói rồi cô nhào tới ôm ngang hông của anh, tựa gương mặt nóng bừng của mình vào bờ ngực mát lạnh, vẫn đang đọng những giọt nước long lanh. Từ ngón tay ngà ngọc vô thức chạm lên giọt nước, vẽ vẽ những hình thù không rõ nghĩa. Phong Vũ cảm thấy xốn xang, một loại cảm xúc nhớ nhung sau bao tháng ngày xa cách. Anh chụp tay cô lại, bồng cô đặt cô ngồi lên giường nghiêm giọng. Mợ ngủ đi, không được phá phách nữa. Em phá gì đâu chứ, em ôm cậu, ôm chồng em thôi mà. Em có anh chồng đẹp trai như thế thì em ôm suốt ngày luôn. Như vậy thì không ai có thể giành chồng em được, đúng không cậu? Người đàn ông nghe cô nói liền cảm thấy vui vẻ. Không thể bàn cãi, lời người say là thật lòng nhất. Anh chống tay xuống giường, khom sát mặt mình vào mặt Thiên An. Vậy chồng mợ là ai? Là A Tinh, người có đôi mắt sáng như hai vì sao trên bầu trời. Mợ mê hắn vì hắn đẹp thôi hả? Thế lỡ hắn xấu thì sao? Xấu thì kệ, chồng em xấu xí em thương. Nhưng mà cậu à, em muốn hôn cậu. Hôn ở đây được không? Thiên An chu mỏ đưa ngón tay chạm vào môi Phong Vũ, miết nhẹ qua lại. Phong Vũ phì cười đưa ngón trỏ lên chặn lại môi cô. Ai lại để mợ chủ động như vậy chứ? Anh nói xong, liền luồn tay xuống gáy kéo Thiên An lại và chủ động hôn lên môi cô. Nụ hôn tham luyến sau bao ngày xa cách. Anh mút mát từng cánh môi mềm mịn, ép chặt mũi để cô phải há miệng thở. Dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô say sưa nút chất ngọt ngào của đóa sen thơm mát. Thiên An say nên cứ theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh. Cô chủ động choàng tay lên cổ anh, chồm người lên ngấu nghiến ngậm mút môi anh. Nó ngọt và thơm mùi thảo dược, hút tất cả tinh chất the mát xông đầy buồng phổi của mình thật dễ chịu làm sao. Lần đầu tiên được vợ chủ động, dị vật đàn ông nhanh chóng thức tỉnh cọ cọ vào Thiên An, làm cô nhăn mặt dằn anh ra mẻ nheo. Người cậu có cái gì cứng và nóng quá, cả người em đau. Vậy tôi để trong người mợ sẽ không đau nữa. Chỉ có thích thôi, mợ chịu không? Không chịu, cứng quá đau. Em chỉ thích cái gì mềm mềm như môi cậu thôi. Cái kia cậu quăng đi, đau lắm. Ngốc. Phòng gõ yêu lên trán của Thiên An. Anh lấy ly trà gừng vẫn còn ấm đưa cho cô. Sợ đau thì uống cái này đi rồi ngủ. Không được làm loạn nữa nghe chưa? Không uống, em muốn hôn cậu thôi. Uống đi rồi cậu cho hôn. Không là mai bị đau đầu đấy, ngoan, cậu thưởng. Vậy em uống, em ngoan, cậu thưởng nhé. Ừ. Thiên An ngoan ngoãn cầm ly trà uống sạch. Vị gừng cay nồng âm ấm thơm tho, làm Thiên An thanh tỉnh. Hương mật ong ngọt ngào, tráng bao tử không khiến cô cảm thấy nhộn nhạo nữa. Chất cồn, hòa tan bay hơi đi ít nhiều, nên Thiên An bớt hưng phấn. Cô nhìn Phong nhoẻn miệng cười duyên trả anh cái ly. Tự nằm xuống xoay mặt vô tường đắp mền mắc cỡ. Phong quá hiểu tính vợ mình nên cũng không chọc cô thêm. Anh đi lấy áo bà ba mặc vào, leo lên giường ôm Thiên An ngủ. Ánh trăng cuối cùng dần buông xuống, bỏ mặc trên thành phố bóng ai cô đơn đang đứng bên cửa sổ hướng về An Lâm đau đáu nỗi niềm. Sau bao ngày mất ngủ, đêm đó được ôm trọn cả thế giới vào lòng. Cả Thiên An và Phong Vũ đều ngủ rất ngon, giữ trọn vẹn giấc mơ cuối ngày. Bình minh ló dạng sau lũy tre làng, mặt trời lên cao, mang theo tia nắng soi rọi vào gian phòng gỗ ấm áp thơm mùi trầm. Thiên An nhẹ nhàng mở mắt, đập vào mắt cô là bờ ngực rắn chắc của một người đàn ông, và cả người cô đang bị kẹp bởi hai cánh tay của hắn không thể cục cửa. Một tiếng nổ ầm trong đầu Thiên An, cố hồi tưởng lại những sự việc hôm qua. Cô đi vào vũ trường Triều Huy và có uống nửa ly rượu Tây, sau đó Thiên An cố gắng cũng không thể nhớ. Cô cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi người đàn ông. Phong Vũ thấy vợ mình nhúc nhích càng siết chặt hơn, tì cằm lên đầu cô, để mặt cô ngay yết hầu của anh, cất giọng trầm khàn ngái ngủ. Muốn bị phạt, sao lại làm loạn rồi? A Tinh, ừ, lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy. Mợ dậy sớm làm gì? A Tinh, anh còn hận em không? Sao mợ hỏi vậy? A Tinh, em có chuyện muốn... A Tinh không để Thiên An nói hết, đã cúi xuống hôn cô. Nụ hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi, nhằm chặn lời cô nói. Anh không muốn cô nhắc tới những người không liên quan, sẽ khiến mình không vui.
nhưng nụ hôn nào cũng phải dừng lại. Anh buông nhẹ cô ra, cúi nhìn cô thở dài. Mợ muốn gì hả Thiên An? Tôi đáp ứng mợ. Anh có thể... Tôi chưa nói hết. Trước khi tôi đáp ứng mợ, thì mợ phải đáp ứng tôi trước. Em có thể làm gì cho anh, A Tinh? Em sẽ làm ngay và luôn. Mợ gấp vậy? Nếu tôi muốn mợ làm hầu gái thì sao? Được, em không có thời gian. Chỉ cần một lời hứa của anh. Anh muốn em làm gì cũng được. A Tinh cau mày đau lòng nhìn Thiên An. Cô ấy vẫn vậy, hiền lành và quá thiện lương để bị người khác lợi dụng. Nếu người khác, chắc anh cũng không đau thay cô. Đây là những người mà cô gọi là gia đình, người mà cô luôn dùng cả trái tim để đối đãi, chỉ để nhận về những tổn thương. A Tinh thả Thiên An ra bước xuống giường, đi về phía tủ đồ, lấy ra áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, rất tự nhiên cởi áo thay đồ. Thiên An nhanh chóng đi tới giúp anh cài nút áo sơ mi. Cài tới nút thứ ba thì A Tinh ôm lấy hông của Thiên An, kéo cô sát vào mình. Việc gì mà ngay cả bị chà đạp em cũng chấp nhận? Thiên An, cái kiều hãnh của cô ba ngày xưa đâu rồi? A Tinh, vì người đó là anh, và em cũng không còn là cô ba Lý Gia nữa. Thân phận của em bây giờ lấy tư cách gì để đưa ra yêu cầu với anh? Nếu em vẫn còn là vợ của cậu Phong, thì dù có liều cái mạng này, em cũng không để ai chà đạp, vì em là vợ của cậu. Phong hử lạnh, đi đến nằm xài trên bộ trường kỷ, bực bội ngó ra hồ sen. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vũ Năm đem trà và đồ ăn lên. Thiên An nhanh đi ra nhận mâm đồ ăn, bưng vào sắp xếp ra bàn. Tách trà vẫn đang bốc khói, đậm mùi dứa. Thiên An bất ngờ xoay nhìn Phong. Tim cô cảm thấy vui lạ. Môi cô thoáng cười, bưng tách trà tới cho Phong. Cậu chủ, mời cậu dùng trà. Phong xoay lại trừng mắt nhìn Thiên An. Trong lòng là một cỗ tức giận khi thấy cô chịu ấm ức nhẫn nhịn như vậy. Anh dằn mạnh tách trà tính đưa lên uống, thì Thiên An lên tiếng ngăn. Cậu chủ, để em thổi cho nguội. Thiên An đỡ lấy tách trà thổi thổi vào tách. Tranh thủ hít hương lá dứa cô vẫn yêu thích. Tự nhiên có giọt mặn nhỏ vào tách trà, như sát muối vào trái tim của người đàn ông thêm xót xa. Anh hít thở lên tiếng. Thổi rồi thì hầu cho tôi uống, nhớ phải giữ trà được ấm. Thiên An trố mắt nhìn Phong Vũ. Cô không hiểu anh đang muốn gì nữa. Chẳng phải cô đang hầu anh đó sao? Hầu uống trà là thế nào? Đôi mắt cô mở to khó hiểu, trông thật tội, làm A Tinh không thể cứng rắn thêm. Anh cầm lấy tách trà uống một ngụm to nhưng không nuốt. Anh dằn mạnh ly trà xuống, vịn cổ Thiên An chồm người tới, truyền toàn bộ trà vào miệng cô. Xong anh khinh khỉnh nhìn cô. Em không uống thử trước, lỡ nguội quá hay nóng quá thì sao? Gương mặt Thiên An phiếm hồng, thẹn thùng cúi mặt. Cô vân vê tạp dề. Trong vòng có mấy phút mà cô bị anh hôn tận hai lần. Cũng lâu rồi không nhìn cận mặt anh. Anh vẫn như ngày nào, nét đẹp không góc chết. Nhìn càng gần càng mê đắm, đắm chìm trong chính nụ hôn của người cô yêu. Thiên An nhớ tới mâm đồ ăn. Cô muốn hỏi anh ăn không mà tự nhiên bị cả lăm. Cậu muốn ăn? Ăn, tôi muốn uống sữa mẹ và ăn em. Phòng kéo eo của An, cho cô nằm trên người mình. Đôi con người nâu trong nắng sớm càng ánh lên long lanh. Màu áo trắng của sơ mi khiến A Tinh như bừng sáng. Anh bất nhẫn nhìn cô, quyết định bồng cô tiến về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Anh ngồi bên cạnh, đưa cánh tay chậm chạp vào nút thắt nơ ngay ngực kéo nhẹ, mở ra từng cúc áo hoa, thỉnh thoảng vẫn lén nhìn biểu cảm của cô. Thiên An hồi hộp nằm in, nhắm mắt, chờ đợi. Nhịp tim thình thịch phập phồng lên xuống. Cô với anh đã làm từng loại chuyện này. Không biết sao lần này cô lại hồi hộp đến vậy. Chờ đợi được yêu thương. Áo ngoài mở ra, đôi gò bồng no tròn căng sữa thật dụ hoặc. Phòng nhếch môi, cầm tay Thiên An đặt lên ngực mình. Có phải em nên cởi áo lại cho tôi không? Thiên An mở mắt, vẫn là ánh mắt khó xử bị ép buộc. Cô ngồi dậy đưa bàn tay run run lên mở nút áo cho Phong. Khi nãy gài chỉ ba nút dưới nên cơ bản cả gọng ngực của Phong đều khoe trọn dưới ánh mắt của Thiên An rõ ràng giữa ban ngày. Dù đã là vợ chồng nhưng toàn trong tranh tối và do Phong chủ động. Thêm vào Thiên An mang thai nên chuyện quan hệ
ngoài lần anh thổ lộ anh là Phong Vũ, thì hầu như anh kiêng cữ cho Thiên An. Lần này có thể nói là lần đầu anh muốn An chủ động, và trong một quang cảnh rực ánh sáng như vậy. Sau khi cởi tất cả nút, Phong giữ tay cô chạm lên ngực mình, còn tay anh thì xoa nắn ngực cô. Anh đặt cô nằm xuống, mình nằm trườn lên cô cho hai cơ thể trần tiếp tục bằng sự trơn mịn của da thịt. Anh đan tay mình vào tay cô áp xuống giường, hôn lên môi cô, nụ hôn dịu dàng, dìu dắt cô vào khu vườn địa đàng ăn trái cấm. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, qua vai vờn qua đỉnh anh đào mọng đỏ. Phong vùi mặt vào khe rãnh non mềm, ngậm vào khối mịn mút mát dòng sữa ngọt. Cặp tuyết lê được Phong kích thích vươn cao và chảy sữa cả hai bên. Ăn mắc cỡ, cứ phải lấy tay bịt lại bên ngực kia, mặt nhăn như khi ăn ớt. Không nghĩ Phong lại uống sữa mẹ thật, cứ tưởng anh sẽ gớm mà nhổ ra chứ. Phong phì cười trong cuống họng, anh gỡ tay Thiên An ra khỏi bầu ngực của cô, nhanh chóng ngậm vào nó tiếp tục uống sữa, không bỏ phí một giọt nào cả. Thiên An vừa khoái cảm vừa thẹn thùng, cả người gồng cứng chịu đựng. Quá xấu hổ khi người lớn lại giành sữa của con. Phong biết vợ xấu hổ, sau khi uống xong sữa, anh nhìn cô trêu chọc. Người ta nói ăn xong mới uống, nhưng tôi thích uống sữa, say rồi mới ăn em. Phong nhếch môi đứng lên nhàn nhã, cởi quần của mình. Tất nhiên là Thiên An đâu dám nhìn, cô chỉ có thể quay mặt vô tường, với gương mặt đỏ hơn cả chua chín. Phong leo lên giường xoay mặt cô lại. Thiên An, nhìn tôi, gọi tên tôi đi. A Tinh. Phong hài lòng nở nụ cười thật tươi tận đáy lòng. Anh ấn hông vào hạ thân của Thiên An, không luân động mà nhìn cô ôn nhu. Anh hôn lên rẻ mi hình rẻ quạt đang lay động, tới sống mũi cao thẳng, lướt qua vành tai mẫn cảm, nhả từng hơi thở nóng ấm theo lời nói trầm khàn vào tai cô. Thiên An, thả lỏng người, em siết chặt tôi, muốn nổ tung rồi. Chúng ta đang yêu nhau, Thiên An, tôi đang ở trong em, thả lỏng và cảm nhận tôi, em có yêu tôi không? Nghe câu hỏi của Phong Vũ, sức chịu đựng của Thiên An bị công phá vỡ vụn. Cô yêu anh hơn những gì cô biết, hơn những người cô biết. Nếu có thể moi tim ra cho anh thấy cô yêu anh, thì cô cũng sẵn lòng. Có những ngày cô nhớ anh quay quát, ngắm con cô càng nhớ đến anh. Thật lạ, thằng bé giống anh như tạc, nên dù là con nuôi, nhưng Thiên An đã thương nó như chính đứa con ruột của anh và cô. Nước mắt cô tuôn rơi giọt lệ đau lòng. Cô cất giọng nói trong nức nghẹn. A Tình, em thương anh hơn những gì em biết, hơn những người em biết. Phong Vũ nghe tim mình ấm áp lạ, anh nở nụ cười thật tươi, đặt nụ hôn nhẹ lên trán vợ, thân dưới nhẹ nhàng vào ra. Thiên An, và tôi cũng thương em. Buổi sáng tinh khôi dần trở nên nóng bỏng, hai người sát vào nhau sau bao tháng ngày xa cách trân trọng nhau hơn. Trong tình yêu, sự bày tỏ rõ ràng nhất chính là tiểu biệt thắng tân hôn. Người xưa nói rất đúng, trước ngày giông bão biển rất bình yên. Có ai ngờ được, chỉ một yêu cầu nhỏ của Thiên An chính là lối rẽ khiến Phong Vũ thay đổi cả cuộc đời. Sau ái ân, Phong Vũ nằm ôm Thiên An trong vòng tay, tận hưởng bình yên ngọt ngào. Cô gái nép vào bờ ngực của chồng thủ thỉ. A Tinh, anh... Mợ muốn nói gì? Anh có quen Phạm Công Bằng không? Có đôi lần qua lại. Vậy anh có thể kêu anh ấy ra đầu thú cứu Thiên Vân phải không? Thiên An im lặng thay cho câu trả lời. Phong Vũ thở hắt ra ôm siết lấy Thiên An, tỉ cảm lên đầu cô. Mợ nên biết, không ai chịu cha ăn cướp. Tôi và hắn chẳng qua có nói chuyện vài lần về thu mua cao su, tự dưng kêu hắn ra tự nhận mình là cướp để cứu một con đàn bà. Có khi nào hắn nổi điên giết chồng mợ không? Em, vậy thôi, anh để em gặp hắn, em sẽ xin hắn. Hắn có giết thì giết em, anh sẽ không nguy hiểm. Ngốc, nếu để tôi đứng nhìn mợ chết, khác nào tôi tự lấy dao moi tim, tìm cho mình cái chết đau đớn nhất. Vì mợ là vợ tôi, Thiên An, mợ ngủ chút đi, tôi sẽ đi nói chuyện với Công Bằng thử. Dạ, em cảm ơn mình. Mình là mát dạ người đàn ông. Anh nhếch môi cười nhắm mắt an tĩnh. Mặt trời lên cao quá ngọn tre, Thiên An cũng chợp mắt được chút,
sau khi bị chồng ăn sạch sẽ. Phong Vũ ngồi bên giường trầm ngâm ngắm nhìn vợ. Anh nặng nề đứng lên, khoác cho mình áo khoác dài, đội nón đi đến Lôi Vũ hội. Tổng đà Lôi Vũ. Hoàng Long và Hắc Xà trừng mắt nhìn Phong Vũ. Phong Vũ, con đừng nghĩ con là con trai của Trần Minh thì con muốn làm gì thì làm. Lôi Vũ là một gia đình, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Giờ con muốn giết anh em mình chỉ vì một con đàn bà. Chú Hắc Xà cẩn trọng lời nói. Cháu ở đây với tư cách tổng đài chủ, không phải ngang hàng với chú. Mày láo, cha mày chưa chết, mày muốn cướp ngôi thì bước qua xác tao trước. Hai bên gườm nhìn nhau, Công Bằng đi đến vỗ vỗ vai Phong Vũ, đưa tay lên giảng hòa. Người cùng một nhà có gì đâu mà căng thẳng vậy. Phong Vũ nói đúng thôi. Chúng ta cướp người giàu chia cho dân nghèo, cứu dân giúp nước được, không lẽ con ruột của mình lại bỏ mặc? Cháu bị thằng Vũ làm u mê hả Bằng? Con điếm đó chắc gì mang thai con cháu, lỡ đầu của mấy thằng kia thì sao? Dù con của ai cũng vậy, đều là anh em trong hội của mình, thì cháu đi cứu cũng đúng thôi. Với lại nàng ấy là cô ba Lý Gia, không phải điếm đâu chú. Tụi bây, muốn tự tìm cái chết thì mặc bây. Nhưng người của Lôi Vũ thà chết vinh còn hơn sống nhục, lý đâu lại chết quỳ hả con? Đúng vậy, nếu Phong Vũ là đầu tàu thì Công Bằng chính là cánh tay phải kiêm vũ khí đắc lực của hội. Nếu Công Bằng rời đi thì Phong Vũ phải để lại một cánh tay phải. Hoàng Long lên tiếng. Tôi có đi chết đâu mà buộc anh tôi tự phế cánh tay của anh. Nếu chú nói tôi là cánh tay phải, được, ai chặt thì bước qua xác của Công Bằng này trước. Cả hội bắt đầu siết chặt vũ khí, gườm gườm nhìn nhau. Phong Vũ giọng tay mạnh xuống bàn, quét mắt nhìn một lượt. Quý vị đây là muốn tạo phản. Tôi nói rồi, chỉ cần Công Bằng ra mặt giải cứu cô ba Lý Gia, còn ra mặt với thân phận gì là do chúng ta quyết định, không phải bọn Mã Tà. Đúng vậy, tôi chưa chết, mà chú bác đã ấn định tôi sẽ chết là vì sao? Tôi chết là do họa từ miệng của những người tôi gọi là gia đình này đấy. Hoàng Phong và Hắc Xà thở hắt ra bực bội, hạ tay cho thuộc hạ vũ khí xuống, không nói gì nữa. Phong Vũ đanh mặt nghiến răng nói. Tôi lấy sinh mạng ra đảm bảo, sẽ bảo hộ Công Bằng an toàn. Từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ hành động thiếu trân trọng. Anh nhấc bàn tay đầy máu lên rời đi, bóng lưng thẳng tắp cao ngạo xuyên vào ánh sáng, bỏ lại phía sau bao ánh nhìn hậm hực. Công Bằng nhếch môi quét mắt một lượt theo sau Phong Vũ. Hai người ra bờ sông lộng gió trong ánh chiều tà. Phong Vũ đứng đó, hai tay đút túi quần nhìn về phía mặt trời lặn. Công Bằng đi đến bên cạnh, cùng sáng đứng giống anh, trông về phía bờ xa. Bàn tay sao rồi? Lần sau đừng làm vậy, tôi đau lòng biết không? Nổi hết da gà, tôi có vợ con rồi, bỏ mộng đi. Tôi bỏ được anh thì chắc không ra nông nỗi này. Phạm Công Bằng tôi xưa giờ chỉ có bắt người khác, chưa ai bắt được tôi. Nay lại phải tự nguyện lộ diện để cứu một con đàn bà lắm chuyện thâm hiểm. Chẳng phải cậu vì đứa bé sao? Tôi tứ cố vô thân, rảnh đâu đi cứu con thiên hạ. Lý do dù khập khiễng, nhưng tôi cho nó hợp lý thì nó phải hợp lý. Nói đi cũng phải nói lại, đứa trẻ vô tội, biết đâu Phạm gia tôi may mắn có hậu thật. Bằng, yên tâm, tôi sẽ không để cậu chết. Tất nhiên tôi yêu đời lắm, cũng chưa muốn chết. Thôi, về với cô bé của anh đi, mai là hạn chót rồi. Nếu y như kế hoạch thì có lẽ hôm nay là ngày cuối hai người ở bên nhau đấy. Phong nhếch môi, xoay nhìn Bằng vỗ vỗ vai anh, gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Anh đi đến một nơi khác, gặp một nhân vật đặc biệt của phe đối nghịch. Phong về nhà khi trời đã về khuya. Trong sàn phòng thơm mùi lá dứa, Thiên An đang trong đèn viết gì đó. Phong Vũ cởi áo khoác vắt lên tay, đi đến đứng sau lưng cô xem. Thiên An hơi mỉm cười, viết nốt những dòng cuối cùng. Ánh nắng cuối cùng dần buông xuống, ai về trên phố hai bên hàng cây. Hồng tàn một đóa nắm trong bàn tay, cho ta giữ trọn giấc mơ cuối ngày. Phong Vũ cầm tờ giấy lên xem, cau mày khó hiểu nhìn Thiên An. Cô nhếch miệng cười, choàng tay ôm ngang eo anh, tựa đầu vào ngực anh lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông đã yêu cô hơn cả sinh mệnh. Cảm nhận hạnh phúc. A Tinh, kiếp này có được anh, thương anh,
và được anh thương, vậy là quá đủ. Em sẽ không cần gì hơn nữa. Đêm nay hãy sống trọn vì nhau, mặc kệ hôm qua và ngày mai, giữ cho mình giấc mộng đẹp được trọn vẹn. Thiên An ngước nhìn A Tinh thật tha thiết, cô chủ động nhón chân lên hôn anh. Nụ hôn vụng dại mềm mại luyến lưu. Phong Vũ bị đơ mất vài giây, anh hiểu ra liền hôn đáp lại vợ. Hai bàn tay to lớn ôm trọn gương mặt Thiên An, ngấu nghiến nụ hôn say đắm. Đến khi cả hai nóng bừng, tim đập thình thịch kích thích bản năng phần con, Phong Vũ bồng An đi ra hồ tắm trong ao sen. Anh đặt cô đứng xuống ôn nhu cúi nhìn cô. Bàn tay anh chạm vào hàng nút áo bà ba tử tốn cởi ra. Dưới ánh trăng, nét mặt vốn điển trai trở nên tà mị, càng thêm gợi tình. Thiên An biết anh muốn làm gì, dù hơi mắc cỡ nhưng cũng đưa tay cởi từng nút áo cho anh. Mặt anh càng ngày càng đỏ. Đến phần thắt lưng, Thiên An ngập ngừng trong giây lát, hít thở một hơi thật sâu, rồi quyết định tháo khuy. Một hai, sợi dây trên vai Phong và kéo xuống. Chỉ còn mỗi quần con thì không dám cởi tiếp. Phong cúi nhìn vợ phì cười. Anh tự bỏ quần dài ra, ngồi xổm một chân xuống, một tay nắm cằm Thiên An, ngẩng mặt cô lên hôn lên môi cô. Đôi môi lướt nhẹ lên bờ mi run run nhắm hở, đáp nhẹ lên sống mũi thẳng, tham luyến ngậm lấy chiếc lưỡi đậm vị lá dứa của vợ. Tay kia xoài nắn nũ hòa, thật vừa tay mềm mại, kích thích Thiên An nóng lên 39 độ yêu phừng phừng. Cảm thấy cô ai thở dốc và sốt nhẹ. A Tình nhếch môi dứt khoát bồng vợ đi xuống hồ tắm. Anh ngồi dựa vào tường, đặt vợ ngồi trong lòng tựa lưng vào anh. Phong cầm sổ hoa sen, bóc cánh sen dài lên mặt nước. Hương sen lan tỏa thơm dịu, tay anh tiếp tục kích nụ anh đào. Tay kia thăm dò hang sâu rậm rạp. Mặt anh kề sát mặt Thiên An, phả từng hơi thở nóng ấm. Thơm mùi thảo dược vào vành tai mẫn cảm của cô gái. Thiên An cảm thấy thở không thông, cả cơ thể sụi lơ theo mỗi hành động của anh. Cô bị kích thích cả ba nơi nhạy cảm, tổng tấn công nhẹ nhàng dìm cô mê đắm trong men ái tình. Thiên An lắc đầu nỉ non. A Tinh, anh ác quá, em... Mợ muốn gì, tôi đáp ứng mợ. Thiên An thở mạnh một hơi, xoay người ôm mặt A Tinh, mạnh dạn hôn lên môi anh. Học theo cái cách của anh, ngậm môi trên, nhấn nhá môi dưới, nhưng không biết làm sao cạy răng anh ra. Cô ngừng lại động tác, ôm mặt anh mẻ nheo. A Tinh, há miệng ra đi. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, biến bị động thành chủ động, vị mặt cô gái hôn cô. Anh ép chặt mũi, Thiên An vừa há miệng thở, liền ngậm lấy lưỡi của cô dày dừa quấn quýt. Mặt Thiên An vì động tình mà trở nên phiếm hồng, giữa ánh trăng càng trở nên đáng yêu. Phong nghiêng nghiêng đầu ngắm vợ hài lòng, nhìn vợ nở rộ trong lòng mình. Anh nhấc hông cô lên, ấn thẳng vào người em đang cương cứng của mình. Có lẽ hơi bất ngờ ở tư thế ngồi, Thiên An hơi cau mày. Phong tưởng làm vợ đau liền hỏi. Đau? Thiên An bẽn lẽn lắc đầu, cô nhào tới ôm anh. Em là của mình, A Tinh. Chúng ta đang ở trong nhau và em thích điều đó. Người đàn ông thở phào, anh vịn hông vợ luân động thân dưới của mình chậm chạp. Vừa hoạt động, vừa quan sát Thiên An chờ cô thích nghi. Mợ cưỡi ngựa bao giờ chưa? Thử tưởng tượng tôi là ngựa, cưỡi thử tôi xem. Phong nắm hai tay Thiên An đặt lên ngực mình, dùng ánh mắt gian tà nhìn vợ khiêu khích, môi mỏng khẽ nhếch, tay anh vẫn vịn ngay eo của cô, nhướng mắt ra hiệu cho cô bắt đầu. Cô gái mắc cỡ nhưng vẫn thử, dùng ngực anh làm điểm tựa, bắt đầu nhấc mông lên xuống từng nhịp chậm chạp. Gương mặt Phong đang bình thường dần trở nên biến dạng, vặn vẹo khác lạ, chỉ sau vài cú cưỡi của Thiên An. Sau cùng Phong chịu không nổi, lật An nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành bồn. Còn anh luân động xa vào hang sâu nhanh dần chạy nước rút. Phong thích tất cả tinh hoa vào cô bé, liền đổ sập lên người cô, vùi mặt vào hõm vai vợ vẫn không quên, hôn lên gò má cô, mới từ tốn ngồi qua một bên. Một tay giang ra một bên, một tay kéo ôm lấy Thiên An, ngửa mặt lên thành hồ, nhắm mắt an tĩnh. Thiên An cũng mệt, mắt cô díu lại vì buồn ngủ, nên cứ vậy tựa vào ngực anh nhắm mắt, rồi ngủ hồi nào không hay. Nghe hơi thở đều đều của vợ, người đàn ông phì cười. Anh bồng vợ lên khỏi hồ sen, bao bọc cô trong áo choàng ngủ bồng vào giường. Phong cầm khăn lau tóc,
quạt tay hong tóc cho Thiên An đến khi khô hẳn, còn cẩn thận sức dầu tràm vào lòng bàn tay bàn chân cô giữ ấm, rồi mới leo lên giường ôm vợ ngủ, tận hưởng khoảnh khắc cuối bình yên. Theo kế hoạch, sáng đó Phong Vũ và Thiên An thức dậy sớm sửa soạn tới nhà lao Lộ Thiên. Phong Vũ sau khi ăn sáng chung với vợ, anh đích thân đi pha trà sâm dứa cho Thiên An uống. Mợ uống đi, cũng lâu rồi tôi mới pha trà cho mợ, uống xem có đúng khẩu vị chưa. Dạ, trà mình pha là ngon nhất. Phong Vũ nhìn vợ yêu chiều xoa xoa đầu cô, rồi cùng cô trò chuyện phiếm, không có vẻ gì là gấp gáp đi cứu Thiên Vân. Thiên An cảm thấy sốt ruột, mấy lần tính hỏi anh nhưng lại sợ nên thôi. Mặt trời lên đến ngọn sào, cô nhìn Phong, dự định đứng lên kéo anh đi đại, thì cảm thấy choáng váng. Mợ sao vậy, không khỏe ở đâu? Em chóng mặt quá. A Tinh, mau mau đi cứu Thiên Vân. Nó được tới đó thì Thiên An ngất đi, đáy mắt Thiên Vũ trầm lại, gương mặt chuyển lại. Anh bồng vợ đặt lên giường, khoác áo, đi tới lôi Vũ gặp Công Bằng, cùng nhau đi đến nhà giam Lộ Thiên. Sau mấy ngày bị nhốt, thêm thai nghén hành, Vân khá tiểu tụy. Ngay bước chân người, cô tưởng người đưa cơm, cứ vật vờ dựa vào vách, không màng ăn uống nữa. Công Bằng ngồi xổm một chân bên ngoài, nhếch môi mỉa mai. Cô ba ở đây có vẻ an nhàn nhỉ? Anh, là anh phải không? Cô ba nhận ra tôi sao? Vinh hạnh quá. Tôi thật sự nhớ anh. Anh có biết chúng ta đã có con không? Sao cô chắc đó là con tôi? Đừng nói theo kiểu chúng ta thân lắm. Thân ai nấy lo nha cô ba. Anh tên Phạm Công Bằng phải không? Anh biết không? Lần đầu tiên của tôi cho anh, đã vậy còn có con. Có lẽ duyên phận đã định tôi không quên anh được. Anh tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng tôi phải nói, vì biết đâu đây là ngày cuối của tôi. Ba của con tôi nhớ anh. Công Bằng thoáng chấn động. Chưa bao giờ có một cô gái nào tỏ tình với một tên cướp như anh. Đây là lần đầu tiên, còn là nạn nhân bị anh cưỡng hiếp, thế mà lại nói nhớ thương anh. Có buồn cười không cơ chứ? Biết đâu vì muốn lấy lòng để anh cứu cô ta. Nhưng anh cũng cảm thấy có chút vui len nhẹ trong tim. Công Bằng đứng lên, đi ra chỗ giày xích khóa cửa, tính rút súng bắn vỡ ổ khóa phía sau. Trưởng Mã Tài đi đến. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Xin chào tướng cướp Phạm Công Bằng. Đúng thật anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xin hỏi anh đây là? Tôi tên Chiến, trưởng nhóm Mã Tà thành phố. À, chào Mã Tà trưởng. Đích thị tôi tên Phạm Công Bằng, nhưng anh gọi tôi là cướp có ý gì đó sai sai. Theo luật muốn kết tội ai cũng cần phải có chứng cứ đó, ông Mã Tà. Nhưng lời tôi nói chính là luật. Bắt cướp thì cần gì bằng chứng? Ông anh quên câu rừng nào cọp đó. Đây không phải thành phố. Sân chơi của tôi thì phải theo luật của tôi. Mày dám phách láo trước mặt tao. Chiến rút súng chĩa vào trán Công Bằng nghiến răng. Mấy tên Mã Tà còn lại cũng đồng loạt giương súng lên hướng về phía Công Bằng. Mà anh đang đứng trước nhà giam Thiên Vân. Bà Hương hoảng sợ đẩy ông Lý Văn nhào ra. Bà nắm tay Chiến khẩn khoản. Mấy chú xin nhẹ tay, súng đạn không có mắt. Lỡ chúng con gái tôi là một xác hai mạng đó. Giờ Công Bằng xuất hiện rồi, chẳng phải chú nên giữ lời hứa thả con gái tôi ra hay sao? Tôi hứa thả con gái bà hồi nào? Tôi chỉ nói chỉ cần dụ được hắn ra, tôi sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm về cái thai của cô ma đây. Biết sao được, hắn là cướp thì cả nhà Lý gia là tòng phạm, đều có tội. Chiến vừa nói vừa xoay chuyển chĩa mũi súng vào đầu bà Hương. Bà sợ quá quỳ sụp xuống ôm lấy đầu run lẩy bẩy. Chiến nhếch môi hỏi lớn người bị giam. Cô ba, cô nói xem cô và hắn có quan hệ gì? Không có quan hệ gì cả. Không ngờ Thiên Vân thay đổi khẩu cung. Chiến tức giận gầm lên, nhắm vào nhà giam nổ súng. Công Bằng thấy vậy liền chụp tay hắn giơ lên cao, phát súng chỉ thiên nổ vang chát chúa. Chiến càng phát điên giằng co với Bằng, lợi dụng không ai để ý, bà Hương dùng châm mở ổ khóa nắm tay dắt Vân ra ngoài. Vân đi ra thêm một lần, nhìn tận mặt Công Bằng đang đấu võ với Chiến. Quả thật rất đẹp kiểu lạnh lùng, ban ngày còn đẹp hơn đêm đó. Cô giản tay mẹ đứng lại nhìn ngắm mê đắm. Bà Hương kéo thế nào cũng không chịu đi. Công Bằng giao đấu một lúc đã đánh Chiến rơi súng ra xa.
Hắn ghé mắt thấy Thiên Vân, liền đổi mục tiêu, tay rút cây dao găm trong đôi bút, nhào về phía Thiên Vân dùng cô làm con tin. Mày mau chịu trói đi, mày bước tới thì con đàn bà này sẽ một xác hai mạng. Bẩn thỉu, đường đường là trưởng mã tà, đi uy hiếp phụ nữ mang thai, thật là tự hào quá. Công Bằng cười lớn liền rút súng ra chĩa hướng về Chiến. Để xem súng mày nhanh hay dao tao nhanh. Chỉ dựa vào cô ta muốn uy hiếp tao. Công Bằng nói xong, liền hướng về phía ngực của Vân nổ súng. Viên đạn xé gió, ghim vào da thịt của thai phụ. Máu từ từ thấm ướt chiếc áo bà ba, loang lổ màu đỏ ghê người. Tròng mắt Vân mở to, lưỡi cứng đờ từ từ gục xuống. Bà Hương thất thần gào thét chạy lại đỡ con gái. Thiên Vân, con gái của mẹ. Con sẽ không sao đâu. Mẹ kêu thầy lang tới cứu con. Vân ơi Vân, cố lên con ơi. Mẹ sẽ cứu con, đừng bỏ mẹ Vân ơi. Vân gục xuống, Chiến bỏ cô ra. Nhanh chóng giành lấy súng của tên mã tà đứng gần chĩa về Công Bằng. Mày đã giết người, nhân chứng đã rõ, còn chối nữa không? Vậy sao? Tôi thấy tôi vừa cứu cô ta đó chứ. Thiên Vân không nói được gì, chỉ chân chối nhìn mẹ rồi lịm đi. Bà Hương như hóa điên, quắc mắt nhìn về phía Công Bằng để căm phẫn. Bà chạy lại nhặt khẩu súng của Chiến đánh rơi, nhắm thẳng về lưng Công Bằng. Ông Lý thấy con gái bị bắn, liền lăn xe nhanh ra chỗ con. Thấy vợ chuẩn bị giết người, ông cố lăn bánh nhanh hơn ngăn cản. Vừa tới sát bên bà Hương, thì đùng đùng, hai tiếng súng vang lên chát chúa. Ông chỉ kịp nắm tay bà giằn lại làm lệch hướng đạn. Bên kia Công Bằng lẫn Chiến đều gục xuống. Chiến ngã lăn ra đất với viên đạn găm thẳng vào đầu mắt trợn trừng. Còn Bằng quỳ trên đất, miệng anh hộc ra toàn máu tươi, gườm gườm nhìn bà Hương. Bà vẫn đang điên cuồng tiếp tục nhắm súng hướng về Công Bằng định nổ thêm phát nữa. Thì Phong hét lên. Bà dám nổ súng lần nữa, tôi đảm bảo ngay cả chết bà cũng sẽ không yên. A Tinh, mày dám? Một thằng ở cầm súng trong tay tưởng hay à? Tao cứ giết nó, mày dám làm gì tao xem. Bà Hương bắp cò. Phong nhanh hơn bắn vào tay bà, quyết định bắn thêm phát nữa cho bà đi sớm. Thì bà Hương liến thoáng xoay ông Lý làm bia đỡ đạn. Viên đạn oan nghiệt ghim thẳng vào người của ông trước mắt Thiên An. Không, cha. Thì ra bà Hương đã liếc thấy Thiên An nên cố tình khích để Phong nổ súng. Thiên An nhào tới ôm cha mình. Tay cô run rẩy bịt miệng vết thương của ông. Máu tuôn xối xả ướt đẫm tay cô. Ông Lý thở mệt nhọc ho sặc sụa. Ông xua xua tay. Đừng, cha không sao. Cha đi với Thiên Vân, con đừng khóc đừng đau lòng. Để cha đi thanh thản. Cha đừng bỏ con. Cha, còn có mình cha là người thân. Cha bỏ con sống sao? Cha hãy ở lại với con đi. Thiên An đừng trách. A Tinh, do mẹ con. Xem như cha trả nghiệp thay vợ của mình. Bao nhiêu năm qua, cha có lỗi với con và có lỗi với bà ấy. Không, cha đừng nói nữa. Con sẽ cõng cha tới thầy lang. Cha phải sống với con, đừng bỏ con cha ơi. Thiên An, nhìn thấy con hạnh phúc là cha mãn nguyện. Cha mệt rồi, cha muốn nghỉ ngơi. Ông Lý đột nhiên không ho nữa, gương mặt cũng bình thản, không còn biểu cảm đau đớn. Mắt ông buồn rười rượi, đau đớn nhìn Thiên An chậm rãi nói. Thiên An, chốn bình yên của cha, nay cha phải nhường lại cho chồng con rồi. Có đôi lời cha viết trong thư, nay cha muốn nói trực tiếp với con. Cha tự hào cách con lớn khôn, hãy cứ sống hồn nhiên rồi con sẽ bình yên, đừng lo cho cha nữa. Cha mệt rồi, cha muốn nghỉ ngơi. Thiên An, nếu có kiếp sau, cha sẽ chờ để được làm cha con thêm lần nữa. Ông nhìn về hướng bà Hương nở nụ cười lần cuối. Tôi tha thứ cho bà, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng gặp tôi sớm quá, nghe không? Bà Hương nhìn ông với nét mặt vô thần, nhưng từ đôi mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Bà đi lại bên ông, nắm lấy tay ông, nở nụ cười hoang dại. Ông chê tôi phiền, muốn bỏ tôi đi chứ gì? Tôi biết mà, ai cũng bỏ tôi đi. Bà Hương, tôi muốn nói với bà câu cuối cùng. Mình ơi, anh xin lỗi. Bà Hương nhìn ông vỡ òa nức nở, bà đánh thùng thụp vào người ông, lắc đầu nguẩy nguẩy. Không, ông phải sống mà tạ lỗi với tôi. Tôi không cho phép ông đi trốn như tôi. Mình ơi, tôi xin lỗi.
Hãy cho tôi nghe lời tha thứ để tôi được thanh thản ra đi. Tôi tha thứ. Ông Lý nở nụ cười mãn nguyện, nhìn Thiên An, nhìn Phong Vũ. Anh hiểu ý chạy tới nhìn ông đầy hối lỗi. Ông lắc lắc đầu ý bảo không trách anh. Ông cố đưa tay lên muốn nắm tay Phong. Phong chụp tay ông. Ông gật gật đặt chồng tay lên Thiên An rồi ngước ngước lên. Sau cùng thở ra thật nhẹ nhàng và nhắm mắt xuôi tay. Thiên An ôm xác cha gào lên đau đớn. Bà Hương cũng hét lên điên dại, ôm đầu chạy đi mất dạng. Phong Vũ ôm Thiên An vào ngực vỗ vỗ. Anh nhớ tới Công Bằng chạy lại đỡ Bằng. Bằng húng hắng ho, phun máu đầy mặt, nhai hàm răng đỏ lòng cười nham nhở. Chịu nhớ đến tôi rồi hả? Đừng nói nữa, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Tôi biết sức tôi cũng mệt rồi. Cho tôi đi du lịch không vé khứ hồi nha tổng đài chủ. Tôi đã nói sẽ bảo hộ cậu, đừng nói nữa. Phong xốc Bằng lên vai cõng ra xe. Bằng thở càng ngày càng mệt nhọc, vẫn dáng trêu chọc. Mệt mỏi quá, nghỉ phép cũng không cho. Thật ác với tôi quá mà. Anh dừng lại đi, sốc quá tôi đau. Đã bảo im đi mà. Ừ thì im. Ông anh dáng sống nha. Không có tôi cũng đừng có mà buồn khóc nghe chưa. Anh khóc xấu lắm. Tự khóc tự ói không ai hốt đâu. Bằng không nói nữa, mắt anh nhắm lại gục trên vai Phong. Cánh tay anh thõng xuống nhỏ máu nhễu giọt. Phong cõng bạn khuỵ xuống, ngửa mặt lên trời gào lên đầy bi thiết. Lơ là người thương một giây, ngoái lại đã không kịp nữa. Thiên An ngồi đó ôm xác cha mình gào lên tiếng kêu ai oán. Vương Thành đi đến ôm cô gái nhỏ vào lòng, tì cằm lên đầu cô. Nước mắt anh rơi theo nhịp trái tim vụn vỡ. Đáng lý ra khi thấy cha lăn xe chạy tới mẹ, anh nên cản lại thì đã không xảy ra cớ sự. Nhưng nếu anh xuất hiện thì Phong Vũ và Công Bằng không thể thoát thân. Rồi anh lại nghĩ Vũ và Bằng sẽ không làm hại người vô tội, đề phòng trước sau. Có ai ngờ người hại chết cha chính là mẹ. Chẳng trách, ngàn trách, trách ai. Hãy tự trách lấy bản thân lơ là với người thân một giây, ôm lấy nỗi đau một đời, hối hận. Cha, con xin lỗi. Thiên An, anh xin lỗi. Không, cha ơi, cha về với con đi, cha. Thiên An ngửa cổ lên trời, gào trong điên loạn. Giọng cô khản đặc, mắt cô sực hút. Nỗi đau xé ruột gan khi chứng kiến người cha mà cô yêu thương ra đi, trong khi cô chỉ bất lực đứng ngó. Cả hai người ngồi đó ngậm nhấm đau thương. Thiên An nấc lên uất nghẹn. Cô ngất xỉu. Vương Thành ôm Thiên An và cha vào ngực, mặt anh đờ đẫn, mắt mở đục, đọng giọt lệ xót xa. Cha mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Con sẽ tay cha chăm sóc cho em. Chờ tới ngày con gặp lại cha, Thiên An. Ngủ đi em, mộng bình thường. Thay cha anh tặng em cả một đời yêu thương. Thành để cha gục trên xe lăn, bồng Thiên An trên tay ra lệnh cho mấy tên mã tà. Các người lo cho cha ta chỗ ăn nghỉ đàng hoàng. Còn em gái ta mau đưa về Lý Xà gấp. Có đội ngũ y bác sĩ ở đó đang chờ. Dạ, tuân lệnh quận trưởng. Vương Thành bồng Thiên An về Lý Gia cho bác sĩ thăm khám, cho người đưa Thiên Vân chuyển viện lên thành phố. Anh ở lại chăm sóc Thiên An, lo hậu sự cho cha. Sau ngày chôn cất ông Lý, Thiên An một lần nữa rơi vào trầm mặc không nói, lúc nào cũng thơ thẩn ngẩn ngơ. Chiều chiều cô ra bờ sông ngắm hoàng hôn buông, mơ màng tìm về thuở ấu thơ được cha cõng trên lưng, kể cho cô nghe bao chuyện cổ tích. Rồi lớn lên cũng chính bờ sông này ghi dấu kỷ niệm cô cùng với A Tinh. Nhưng giờ tất cả trở thành quá khứ. Ký ức đẹp đẽ càng nhớ càng đau. Vương Thành vẫn lặng lẽ bên cạnh cô, rồi cũng phải quyết định buộc cô lên thành phố, thoát khỏi giấc mộng ảo kia. Hy vọng khi gặp lại Nhật Tinh anh, Thiên An sẽ khỏe lại. Vương Thành cho An uống thuốc ngủ mới đem được cô về thành phố. Nhưng khi lên tới nơi thì hay tin Thiên Vân sau khi bình phục đã trốn viện không rõ tung tích. Anh cũng quá mệt mỏi với cô em gái tham lam ích kỷ này nên chẳng buồn truy tìm. Giờ anh chỉ lo Thiên An, giúp cô trở lại cuộc sống bình thường. Biệt thự Trần Gia, thành phố. Phong Vũ, tổ chức bị mất đi Công Bằng như bị mất cánh tay phải. Chúng ta phải nhanh chóng liên hôn với ông Pi để củng cố quyền lực. Nếu không ba e có ngày bọn mã tà ập vào, ngay cả cái ghế của ba cũng sẽ lung lay. Vị trí này của ba trên cả vạn người, còn ai có thể uy hiếp được chứ?
bọn mã tà kia chỉ là bọn tép siêu, sao ba lại sợ? Con nên nhớ, con voi to khỏe nhưng lại chết vì con kiến. Con cọp có mạnh cỡ nào cũng không địch nổi bầy sói. Vị trí này của ba nhờ Lôi Vũ. Lôi Vũ lung lay thì ba cũng sẽ gặp nguy. Ba biết con luyện võ chế cương không thể lấy vợ. Lần duy nhất con thử với Thiên An đến giờ không được nữa. Con trai của ta, con nghĩ vài trò vặt vãnh đó qua mặt được ta hay sao? Con nên nhớ, công bằng vì ai mà chết. Tội ban đứng tổ chức giết hại anh em. Nếu không nhờ ta, con nghĩ con còn đứng được ở đây sao? Nhưng ba cũng không thể ỷ quyền bênh con mãi được. Đây là ba cho con cơ hội lấy công chuộc tội. Phòng Vũ, con bé Thiên An đó đang ở với Vương Thành. Không lẽ con thích xài chung phụ nữ với người khác? Chả không chắc là Vương Thành sẽ bảo vệ được con bé an toàn 24/24. Con cũng biết mấy chú bác trong hội tính tình bộc trực, sẽ không chấp nhận một tổng đài chủ dại gái. Phòng thở hắt ra cười gằn. Anh xoay nhìn cha, nét mặt lạnh tanh hở hững. Được, cứ theo ý của ba. Tốt, ba xem rồi. 15 tháng sau là ngày tốt cho rước dâu. Ngày mai ba sẽ mang mâm quả qua nhà ông Pi. Mọi chuyện ba sẽ lo chu toàn cho con. Con cứ việc làm chú rể, ngồi yên ở vị trí tổng đài chủ của con. Phòng Vũ nhếch môi xoay lưng rời đi, nện từng bước cục cục nặng nề trên nền đá hoa cương. Bỏ lại phía sau đôi mắt híp thâm sâu của ông Minh, anh đi lang thang trên phố, mua một cành bông hồng đi tới nhà của Vương Thành. Phòng ngước nhìn lên tầng 1, nơi căn phòng gói gọn cả thế giới của anh. Phòng nhét cây hoa hồng lên hàng rào, nở nụ cười thê lương. Anh cứ đứng đó, đến khi sương đêm bao phủ cả người anh ẩm ướt. Đèn phòng tắt rồi, mà anh vẫn đứng như pho tượng hướng mắt về phía căn phòng. Chờ đợi điều gì? Chính anh cũng không biết. Chỉ biết rằng đây là nơi duy nhất anh thấy bình yên, và đứng ở đây hàng đêm trở thành thói quen của Phong. Thấm thoát tới ngày Phong cưới vợ. Sáng hôm trước, ông Minh và Phong mang chầu cau qua hỏi Thủy Linh đặng ngày mai đón dâu. Nhà gái coi làm bữa tiệc chiêu cáo lễ vu quy. Phong đi bên cạnh Thủy Linh với tâm thức vô cảm. Đến lúc trời sẩm tối, anh cảm thấy quá ngột ngạt nên quyết định trốn đi. Anh đi tới vũ trường ngồi bên quầy bar. Trùng hợp Phong gặp Tuấn, hắn khinh khỉnh nhìn anh, chống hai tay lên thành quầy ba nhịp nhịp. Cậu Phong, chúng ta có duyên thật. Là anh sao? Không biết là lương duyên hay nghiệt duyên đây? Còn tùy theo cách mình nghĩ, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Anh muốn hỏi về cô ấy. Tuấn gật gù ngầm thừa nhận, đúng là anh đang muốn hỏi về Thiên An. Phong tựa ra ghế, một tay đặt lên bàn gõ gõ. Cho tôi một ly có thể làm cho tôi say. Được, tôi biết cậu ngàn ly không say, nhưng đó là chưa gặp tôi. Chỉ một ly, đảm bảo say, say đến điên đảo. Nên thử. Tuấn pha trộn các loại rượu ra, loại hỗn hợp màu đỏ trong suốt như màu ruby, đẩy về phía Phong. Phong nghiêng nghiêng đầu, xoay xoay ly rượu nhàn nhã mở miệng. Cô ấy là cô gái vô tư ngoan hiền. Cứ ngỡ cô ấy sống trong nhung lụa sẽ sung sướng lắm. Vậy mà trong đám chăn ấm nệm êm đó, lẫn rất nhiều cát làm cô ấy đau. Nỗi đau âm ỉ nhưng vẫn không thể buông bỏ, vì hai chữ gia đình. Cô ấy cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, luôn âm thầm chịu đựng khát khao tình yêu thương. Có người đàn ông hứa sẽ bao bọc chở che cô ấy, nhưng cái mà hắn đem đến chính là thêm nhiều lưỡi dao sát thương, những vết dao chí mạng. Phong nói xong tự cười, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tuấn nhếch môi, hắn tiếp tục đẩy ly thứ hai về phía Phong. Tôi nghĩ tôi pha sai ly rồi, cậu Phong nên uống ly này mới đúng. Ly vừa rồi là nhất túy, đây là ly giải sầu. Cậu cần giải sầu, không phải say. Mắt Phong lờ đờ nhìn Tuấn gật gật, tiếp tục cầm ly giải sầu lên uống ực cạn sạch. Phong đặt ly xuống bàn cũng là lúc đầu anh choáng váng, hai gò má đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cảm ơn ông chủ, tôi nghĩ tôi đã đạt được mục đích rồi, tôi nên về. Chúc mừng cậu Phong, chúc mừng tôi đã hạ được biệt danh ngàn ly không say của cậu. Phong đưa ngón tay cái lên tán thưởng, hai tay đút túi quần nện từng bước chậm rời đi. Phong vừa bước tới góc khuất, liền có hai tên mặc đồ đen đuổi theo. Tuấn liếc thấy không thèm nói gì, chỉ đưa tay lên búng bóc. Đèn cả vũ trường đột nhiên tắt toàn bộ.
hai tên theo dõi phải dừng lại. Mồi diêm để đuổi theo Phong. Thấy bóng lưng Phong vừa kịp leo lên xe, bọn chúng nhìn nhau ra hiệu tiếp tục đuổi theo. Chiếc xe sẽ vào biệt thự Trần gia. Người trên xe bước xuống, hắn kéo lại chiếc nón che hết gần khuôn mặt, nhếch môi nghiêng ngả bước vào nhà. Vũ trưởng cúp điện, Phong đã ra tới mặt đường. Anh cứ theo lối quen thuộc đi bộ tới nhà Vương Thành. Bóng sáng đổ dài trên nền đường giữa hàng cây mới cô độc làm sao. Tới hàng tường rào quen thuộc, Phong tựa vào một thân cây rít thuốc, chăm chú nhìn lên căn phòng ấy qua làn khói lượn lờ. Anh nhớ cô quá, nỗi nhớ quay quắt vắt kiệt trái tim anh. Sương đêm buông xuống, hòa trong cơn mưa phùn nửa đêm. Đèn phòng Thiên An cũng tắt. Tự nhiên Phong thấy hụt hẫng. Có một thứ cảm xúc mãnh liệt thôi thúc anh muốn gặp cô. Phong dụi thuốc quyết định leo rào, trèo lên phòng của Thiên An. Anh đu lên lan can, dễ dàng trèo vào hành lang, nhưng cửa đã khóa. Phong phì cười, tì chán vào cánh cửa, đưa tay lên gõ từng nhịp chậm. Thiên An đang nằm chằn chọc, nghe tiếng gõ liền bật dậy, lắng tai nghe. Cô đi tới góc phòng cầm cây chổi trên tay, nhẹ nhẹ bước về phía ban công. Thiên An, mở cửa cho anh. Trong đầu Thiên An nổ ầm, giọng nói quen thuộc bóp chặt tim cô. Tay cô run run, làm rơi cây chổi xuống sàn, lật đật đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, thân ảnh người đàn ông tiểu tụy đang tỉ chán vào tường khiến cô đau lòng. Đưa tay lên bịt miệng ngăn dòng cảm xúc, Phong Vũ nghiêng đầu nhìn về phía ánh sáng hắt ra. Cô gái của anh đang đứng đó. Cô mặc bộ đồng ngủ vải lụa màu ngà, tóc thả dài, nét mặt trắng xanh đứng trong ánh sáng, cứ như tiên nữ giáng trần. Phong không kiềm chế mà nhào tới ôm ngang hông của cô, kéo tay cô bỏ xuống. Anh ôm mặt cô đặt lên môi cô, nụ hôn cuồng dã nhớ mong. Vừa hôn vừa đẩy Thiên An vô phòng, ép cô lên tường tiếp tục ngấu nghiến. Tay anh cuống quýt sờ soạn thân người của cô, vội vã kéo vai áo của cô sệ xuống vai, đặt vào hõm cổ cô hơi thở nóng rực đậm hương rượu. Thiên An cố đẩy anh ra, nhưng càng đẩy thì Phong càng mạnh bạo hơn. Sau cùng cô buông xuôi, để mặc anh, thì Phong mới ngừng lại. Anh nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa nhuốm đầy dục vọng. Phong bổng cô đặt An nằm lên giường, mình nằm đè lên cô, cứ thế ôn nhu nhìn cô. Tay anh mơn màn phác họa gương mặt người con gái anh yêu. Thiên An cảm thấy Phong Vũ hôm nay thật lạ lẫm, cứ như là một người khác, vừa bá đạo vừa nhu tình. Trong đáy mắt anh tràn ngập hình bóng cô, đan xen giữa đau khổ và vui mừng. Cô không thể định hình cảm xúc của anh bây giờ, chỉ có thể tạm hình dung đó là sự dằn vặt trong tận cùng của nỗi nhớ. Thiên An nhìn anh, cất giọng nhẹ nhàng như nước. A Tinh, Thiên An, tôi nhớ mợ quá, nỗi nhớ như muốn xé toạc tôi ra rồi. A Tinh, đừng nói gì cả, hãy yên lặng để tôi được ngắm mợ, ghi chọn hình bóng mợ trong tim tôi. Thiên An đau đáu nhìn anh, muốn nói nhiều lắm, nhưng rồi tất cả lời nói cũng chỉ có thể giấu trong nụ hôn cuồng dã của anh. Mắt Phong Vũ hôm nay mở đục, không còn sáng đẹp như những vì sao nữa. Điều đó làm cô đau, niềm đau thắt nghẹn dồn ép nơi đáy tim. Vũ áp môi lên xẹp mi cong, đáp nhẹ lên sóng mũi cao thẳng, ngậm mút cánh môi anh bằng tất cả sự dịu dàng. Khi buồng phổi cô lấp đầy hương rượu giải sầu, cô mới hiểu hôm nay anh sai và hành động theo bản năng của trái tim. Thiên An nở nụ cười nhẹ đáp lại anh. Có lẽ hơi thở đậm cồn của anh hòa vào hơi thở của cô, khiến cô cũng say theo anh rồi. Phong lần tới nút thắt áo khoác ngủ nhẹ nhàng kéo, tiếp tục rời nụ hôn xuống cổ, qua bờ vai thon gầy. Hai dây áo ngủ cũng được anh kéo xuống, lộ ra cặp tuyết lê, vì hành động của anh mà run rẩy vươn cao. Phong giam cô giữa hai chân, anh quỳ trên giường tử tốn cởi đồ của mình, với tay tắt đèn ngay đầu giường, để cả hai đắm chìm vào ánh trăng sáng mộng mơ. Tay anh ngào dù lướt từ gò má hồng đỏ, dần xuống nơi vun đầy, trêu đùa nó trong ánh mắt mê đắm, cất giọng trầm khàn. Tôi muốn mợ, Thiên An, đừng từ chối tôi được không? Chỉ đêm nay thôi. Mợ muốn tôi moi tim mình ra cho mợ xem không? Để thấy hình bóng mợ lấp đầy trong đó. Nó đang gào thét tên của mợ, Thiên An. A Tinh, anh sai rồi. Phải, người ta bảo say sẽ quên. Nhưng sao tôi say tôi càng thêm nhớ mợ? Tại sao vậy? Tôi phải sống nửa đời người
học được rất nhiều điều. Nhưng không học được làm sao để không say mợ. Mà say mợ thì làm sao chứ? Vì mợ là vợ tôi kia mà. Nói xong, anh lại áp người giải lên người Thiên An cơn mưa nụ hôn trên mỗi tấc da thịt. Cô gái nằm yên để mặc anh làm càn. Cô biết anh đau và cô cũng đau như anh. Nhưng biết sao được, vì trái tim cô đã trao trọn cho anh rồi. Tình yêu luôn mù quáng. Khi nghe những lời anh nói, cô không muốn mình sáng mắt nữa. Anh giống như Nhật Tinh anh, nũng nịu đòi sữa. Mà sao hai người này giống nhau đến thế cơ chứ? Bản năng người mẹ trỗi dậy, nuông chiều yêu thương, để mặc anh càn quấy trên cơ thể mình. Rồi hai người hòa vào nhau trong tình yêu và nước mắt. Đêm mặn nồng, để ngày mai chia ly. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Vì Mợ Là Vợ Tôi của tác giả Nga Trần. Bộ truyện này đã gần đi đến hồi kết rồi, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe tập 7 của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.